Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Monster Legend và Mia Thanh SG đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì ở đây thì mình đã, hôm qua có một bạn đã bảo là mình nên trồng cái thức ăn 5M ấy. Và mình đã trồng được một số cái rồi. Mỗi một lần mình lấy được khoảng là hơn 1000 điểm. Rất là tốt. Đây này, ví dụ này 68 này đúng không? Đâu mình lấy đâu? Hình như chúng ta vừa trồng rồi. Thì hiện tại thì mình đang có khoảng 3-4.000 điểm ở có thể tham dự cái event 72 giờ hour này. Chúng ta sẽ còn 22 tiếng nữa thôi là sẽ kết thúc cái sự kiện này rồi. Đến tầm 5-6 giờ chiều mai thì nó sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ cố gắng làm nốt cái này nha. Để được cái con Jugion Master, một con Magic mà mình rất thích. Let's go, chúng ta sẽ cần phải lấy vàng này. Từ trên lấy vàng trước đã. Lấy full vàng thức ăn rồi. Và mình sẽ tiếp tục trồng cái loại thức ăn là 5M nha anh em. Đây này, 5M này. Còn tất cả cái này thì sẽ vẫn là trồng cái bình thường thôi. Rồi và mình sẽ vào trong cái 72 giờ hour. Và mình có hơn 7k điểm cơ, thoải mái chơi luôn đấy. Hy vọng là chúng ta có thể lấy được cái con Jugion Master này. Và nó sẽ dừng ở đâu đây? Không biết nó sẽ ở đâu nhỉ? 1, 2, theo mình nghĩ nó vẫn sẽ ở đây thôi. Ui xổi ôi, 30 cục xeo của con ba mắt. Vãi trưởng thật, nó ở góc này ạ. Chẳng lẽ phải mở hết từng con một sao? Theo mình nghĩ góc này. Không phải rồi, vẫn là đen đủi. Xời. Tỷ lệ 1/4 này mà không lấy được nữa thì bó tay luôn. Nó ở trên này à? Ok, góc này. Xời. Quá đen. Chưa có tận 3 mảnh nữa cơ. Thôi gọi để mai mình sẽ cố gắng lấy nốt điểm con này. Và bây giờ là một mảnh của nó sẽ là gồm là khoảng 2800 điểm. Cứ sau một tiếng thì chúng ta có thể reset lại được. Con này là khó lấy thế cơ nhỉ. Ở đây thì mình sẽ bỏ bớt một số con đi. Con gì đây? Con Panda Flora. Đây là một con mới của chúng ta này. Đó, Panda Flora. Tiến hóa lên. Ồ. À, con này cầm cái ngọn lửa đây mà. Con gấu ngọn lửa. Cái gì đấy? Tiên chiêu gì đấy? Thế sao có bức tường đấy xong nó bắn ra hàng loạt như kiểu là tên mũi tên vậy. Rồi thì đây là xe con mới của mình, nó là Epic thôi, để Magic để mình có thể lai giống. Và chúng ta sẽ cho nó ăn để nó tiến hóa lên nhá. Tên là Tui. Đây là Tui này. Đây sẽ là cấp 4 của con Panda Brother. Và mình sẽ cho lên cấp 20 để nó tiến hóa dạng khả năng gây ra slow này. Nó là hệ gì đây? Hệ Magic và hệ ấy à? Từ từ nhá. Nó hệ Magic và hệ lá. Đây là một chiêu Magic nữa này. Tiếp tục là cho sẽ cấp 12 14 này. Một chiêu Fast Attack, mình sẽ thay cho Magic Punch này. Con này thì mình chỉ muốn cho nó tiến hóa lên dạng thứ hai thôi. Dạng cuối chứ. Đây sẽ là dạng cuối của nó này. Một chiêu gây ra khả năng Adam Lan. Và nó chiêu hệ lá. Đây chính là dạng cuối của cái con Panda Brother. Tay cầm một cái ngọn lửa đây. Mình sẽ cho nó nhỏ tiếng đi một chút nhé. Ok, sau khi xong cái này rồi thì mình sẽ kiểm tra xem có event gì đang diễn ra không. 22 giờ. Wow, Nemesis quá đẹp. Nemesis này mình chưa từng nhìn bao giờ luôn nha. Legendary, ánh sáng và Legendary này. Mình có thể test pattern các hệ của nó đây. Và mình muốn xem cái chiêu thức có khả năng là kháng tỷ lệ 50% kháng tất cả các chiêu. Rồi, tốc độ nhanh hơn cả mình cả. Dark Side of the Sun. Wow. Làm gì đây? Cái gì đây ta? Tử thần à? Đây chiêu tử thần. Tuyệt chiêu, nó là một chiêu tử thần anh em ạ. Silent này. Chúng ta sẽ gây ra Stun Lan. Con này bá vãi trưởng à? Đam vừa to chứ. Shut up. Câm lặng. Cũng đây một turn thôi. Đam cực kỳ lớn.
22.000 vì nó đam magic à, đam ánh sáng mà. Nó có 3 hệ có thể lựa chọn này, 2 turn trước cái chết. Cực kỳ khó chịu. Rồi, quỷ lửa. Là cái con đánh nhạc rốc đây, mình đang cần con này để có thể là up cho anh em xem. Một chiêu này thì chiêu khả năng là búp tăng đam trong vòng 3 turn. Đấy. Tăng máu, tăng đam. Và cuối cùng sẽ là một chiêu All Enemy Stamina Lake và Special Weakness. Nào, một chiêu, thử xem nào. Mảnh băng à? Trừ stamina, khó chịu nhỉ. Đây sẽ là có chiêu kim loại này. Và sẽ test với những con kim loại khác nhau. Mình sẽ test hai chiêu này thôi. Hai chiêu này thì mình test rồi. Khả năng chảy máu. Đây khả năng chảy máu. Đẹp phết, Nemesis. Đây là một enemy và khả năng là chảy máu dần trong vòng 3 turn. 24.000 máu luôn. Đánh mít luôn rồi. Và sẽ chuyển sang hệ magic nha. Magic sẽ được reset lại. Tăng shield. Cái con này Fatal Countdown. Cái gì đó? Chắc là đang kiểu là countdown ấy. Đếm ngược à. Wow. Nhạc rock. Ai chà, cũng có cái 3 turn như cái chết này. Khá là ghê, 4 turn trước cái chết. Lâu hơn một chút, stun toàn bộ kẻ địch. Chiêu magic. Đấy. Thái kháng stun mà, nên hơi khó chịu một chút. Và một chiêu cũng là chiêu setup thôi. Cũng giống hệt như với cái này. Ok, và ta sẽ test xong được cái con này rồi. Xem thử xem chiêu nào thôi chứ mua thì chắc mình không mua được. Không có tiền mà mua. Runner Lost. Ở đây sẽ có cái team war này. Mình vào mình sẽ đánh thêm và thêm điểm. Mua thêm Legendary cho anh em xem. Rồi chúng ta sẽ vào trong này và xem là con tiếp theo. Hy vọng là chúng ta sẽ có đủ con để có thể đánh ở trong này. Xem để một chút đang loading nha. Đây rồi. Team này thì nó sẽ yêu cầu là một con thanh kiếm này, sấm sét và magic à. Thôi rồi, mình sao mà đánh được 60 legendary kìa. Hai con legendary luôn. Đây chắc team này mình có thể đánh được đây. Một con epic Karasu. Sấm sét thì mình chắc mình có con khỏe. Đây là team của chúng ta. Team này có mỗi con này là con khỏe nhất ở trong cái team này thôi. Rồi, let's go. Chiến đấu rồi. Fighting. Nào, chúng ta sẽ tạo ra shield được này. Wow, tốc độ ngon phết. Chiêu này thì tăng regen. Chiêu này thì skin mirror phản đam. Chúng ta tạo cái skin đã. Rồi, chúng ta có thể trừ một nửa máu của nó này. Lựa chọn một đối tượng và trừ nửa máu nó. 9.000 máu luôn. Con này trâu nhất thì mình cần. Kháng Possessor đúng không? Phản đòn. Trừ 2.000 máu luôn. Thông thường thì khi phản đòn thì những cái chiêu đấy thường là yếu đối với những con này. Đều cùng hệ mà. Chúng ta sẽ... Ok. Con Karasu sẽ... Là con tiếp theo sẽ chết. Ở đây. Tập trung đánh thằng này trước đi này. Là stun. Kháng stun không? Không kháng stun rồi. Hay rồi. Mình phải tạo shield cho mình được. Tạo shield. Bảo vệ. Bảo vệ team luôn. Mình còn không có chiêu gì có thể đánh được cơ. Thằng cũng tạo shield luôn này. Chiêu này sẽ tăng máu regen. Khả năng regen máu. Con này chuyên búp à. Regen. Phù thủy. Con này tự động đánh nhỉ. À hình như nó có cái skill là mirror đúng không? Mình búp cái gì con này cũng búp theo luôn. Hay. 4.500, không có gì cả. Hồi máu rồi, tập trung đánh thằng này đã. Hồi lại này. Chúng ta sẽ đánh bằng cái chiêu gì đây? Sấm sét à, khả năng stun trong vòng một turn nữa. Stun. Hình như không bị stun thì phải. Hơn 2k máu thì hiệu là mình có giết được không? Giết được. Một đập này, con khỏe nhất của nó đã chết. Ok, upper analysis không cần nữa. Chúng ta sẽ nick nhanh thôi để giết con này ngay luôn thôi. Trừ một nửa máu nó.
trừ thêm một nửa máu nó này và mình sẽ cắn nó thôi nhỉ. Ừ. Còn con khủng long bạo chúa xong luôn này, victory rồi. Chắc là mình chỉ thắng được cái trận này thôi, còn mấy trận sau magic thì mình không có nào khỏe cả ngoài cái con này. Mà con này búp thì nó cũng chỉ là nửa nạc nửa mỡ, khá là khó đánh. Chúng ta sẽ vào trong cái phần này nha, để chiến đấu lấy thêm game nào. Fighting. Hôm qua để team thủ không ta? Có để team thủ mà. Liệu có bị đánh không nhờ? Battle Lock này, Defense này, Defensor. Không, từ hôm qua giờ không bị đánh nữa rồi. 8 giờ trước á, mình để team thủ rồi các bạn nhỉ. 8 giờ 52 phút trước. Sao mình bị đánh nhỉ? Rõ là mình để team thủ rồi mà. Defense team thủ như thế này để từ hôm qua mà, tại sao là cái này nó lại. Ờ, thế quái nào nhỉ? Ừ. Toàn có cấp 100 này, 2213. Cho có nên trả thù không? Chero. Let's go. Bỏ cái team này ra và bắt đầu chiến đấu nào. Defense chứ, bỏ team defense chứ, quên mất. Nó sẽ phải bỏ cái team thủ đi. Cho con Kryotan vào. Kryotan rất là khỏe. Phải nói là rất là trâu, Taiga này. Nhưng mà team này team chuyên thủ à? Frostbite này. Krubo, tiến lên nào, Raju. Chúng ta sẽ tấn công nào, những cái team này rất khỏe nha. Revenger, chúng ta trả thù nào, xem liệu rằng có đánh được không. Nhưng mà team nhiều khiếp quá. Chero, chúng ta xem nào. Liệu rằng Kryotan à. À, cái team hôm qua đây. Đúng rồi, cái team hôm qua đánh mình đây. Wow, thủ ghê vậy. Ôi, sao mình để con này vào đây đấy. Thôi xong tôi rồi. Nát rồi. Tốc độ tốt lắm. Nó phải dùng hết cả cái lượng stamina này có cơ. Mít luôn. Đánh 4 phát thôi cho em. Ui, kinh khủng. Vẫn còn đâu không? Ôi, này thì không đánh được rồi. Chúng ta có thể sẽ bị trừ tiếp thêm một số cái cúp nữa. Đúng là sai lầm khi đánh vào đây rồi. Không thể nào. Mình còn chọn nhầm team nữa chứ. Bó tay. Chúng ta sẽ thoát ra thôi. Không đánh được. Team này làm sao đánh được. Nó khỏe vãi trưởng à. Nhiều team khỏe lắm. Chen team này. Chọn nhầm con anh em ạ. Chúng ta phải chọn con đâu rồi. Nissan Pet chứ phải con này đâu. Rồi, 120 này, 2000 này, 115 này, tốc độ rất tốt hơn mình rất là nhiều. Team này cũng kháng Possessor này, cấp 100 hết. Nên lên cái mức này là không thể nào mà coi thường rồi. Chắc là ta sẽ đấu được cái Monster Arabes rồi thôi. Thử xem. Team đã được chỉnh sửa lại chưa? Như thế này này. Tấn công. Càng lên cao càng thấy khó nhờ. Càng lên cao đánh cái phần đấu trường này rất là khó luôn. Khó nhằn luôn đấy. Khả năng kháng đúng không? Let's go thôi. Khả năng kháng thì mình cũng phải đánh nó trước á. Nhưng mình còn thân lợi thế lượng đam mình cực kỳ lớn. Sốp, cái chiêu này block mà. Khánh khá là tệ. Xong luôn. Cùng bằng cấp độ đấy. Nhưng mà không ăn thua. Soul Iris này. Tốc độ mình vẫn tốt hơn rất là nhiều. Mình có trang bị Runner Speed cho bọn này luôn. Bọn nó hình như chỉ trang bị Runner Dam thì phải. Nên khá là yếu. Rồi, chúng ta sẽ xem là trận tiếp theo đối đầu với ai đây. Chúng ta sẽ có là Food nhân 2000. 2000 Food này. Buster Pinocchio 2099. Đây là những cái con Kirisandre này anh em. Mình chưa nở con Grisandre nên hơi tiếc, chưa để review cho anh em được. 2101, mình muốn xem chiêu. Ủa, bọn này khỏe lắm nhá. Con máy này nó kháng tất cả chiêu hiệu ứng của mình luôn. 2101 này, mình sẽ giết bọn này luôn. Cái chỉ số điểm của nó cao nhất và mình sẽ cho nó giảm điểm xuống. Bằng giá cho giảm điểm xuống đã, tính sau. Ngưỡng lửa, ba con này thì nó yếu quá rồi. Chúng ta chỉ cần một hit thôi là xong hết cả team luôn. Một hit này sẽ còn hai
hai lượng máu nữa là hơn 4.000 máu này. So Irish nào này, 16.300. Mình sẽ chiến thắng luôn và chúng ta sẽ next sang. Mình hết điểm rồi, mình chỉ được giành được có 80 cái coin thôi. Thua ngay trận đầu mà. Phía này mình sẽ có thêm là 2.000 phút nữa này. 2.000 phút silver, chúng ta trở lại silver rồi. Mình sẽ quay trở lại và để team thủ cho chúng ta. Team defense Drazu Krubo. Thật ra thì con này mình không cần lắm. Hay mình để con này thủ nhỉ? Con này thủ tốt mà. Nhưng mà mình nó có mới trang bị được hai cái runner thôi. Mình ra ngoài kia mình trang bị runner xịn cho nó xem nào. Runner đâu à? Mình có thể loại bỏ mấy cái runner cũ của nó đi. Equip này, lựa chọn thú này, Kryotan này, chúng ta sẽ lựa chọn nó. Cái này bị khóa này. Mình có cái stamina cấp 5 không? Không có, mình có stamina cấp 4 thôi. Vẫn chưa được. Team stamina này khó phết đấy, để có thể là. Và mình có cái speed level 6, 4 cái speed level 6 cơ. Lúc mở hòm ra được một đống speed. Rất là nhiều speed luôn nha. À, có 2 người online thôi nhỉ. Ok, đi lấy thêm game thôi. Chúng ta đi lấy thêm game nào. Trong này thì cái này sẽ lấy được thêm 10 cái cuộn giấy gì này, cuộn sớ gì này. Tốt, đi lấy cuộn sớ thôi. Yêu cầu Legendary cái này là tốt này. Có phải đánh được đâu. Nhưng mình còn nhiệm vụ cái này. Cái này để làm sau đi. Chúng ta sang cái run hầm ngục runner và nó sẽ kiếm được mấy cái cuộn sách đây. Chắc là quan trọng đấy. Không biết là kiếm mấy cuộn sách nhỉ, như là 5 cuộn sách sao, cuộn giấy để tham dự một cái hầm ngục đặc biệt thì phải. Thế nhưng mình nghĩ là thế. Wow. Thằng thiên sứ kìa. Wow. Thiên sứ cầm gậy đẹp chưa? Kháng mega stun, kháng stun và kháng chảy máu. Đẹp. Và mình giữ hai con này trước và xem cái thằng đẹp quá. Thằng này thiên sứ bóng tối à. Giết hai con này trước. 19.000 máu. Crusher Blade. Rồi, đã bị stun. Con này bị điều khiển luôn. Ôi, Totem Blind là cái gì đấy? Trừ 100% độ chính xác kìa. Phải nó bá cháy. Khả năng kinh khủng luôn. Giảm máu nó xuống này. Mình sẽ cần một chiêu lan. Đó chính là chiêu này. Giết hai con này trước. Không giết được con này à? Ok, nhưng mình phải điều khiển nó một chút đã. Chúng ta sẽ giết con này trước nhá. Ôi, nhưng mà nó chết luôn. Ôi, thế thì quái là toàn xịt vậy. Điều khiển xịt. Thế mình điền đi. Đánh đi nào. Nó bị điều khiển rồi. Tiếp tục là nó hô cái gì đấy. Tự đánh mình. Đánh mình. Total Blind rồi. Búp siêu rồi. Búp siêu rồi đánh. Lại đánh bài búp siêu rồi anh em. Trừ siêu nó. Giảm siêu này. Búp lên thì còn khoảng là mười mấy nghìn thôi. Cũng chết. So Iris à. Chém à. Bung giáp à. Bung giáp lụa à. Và mình sẽ là tiếp tục là xoay để xem là nó sẽ ra được cái gì nha. Game không? Không ra game mà nó sẽ ra một cái gold level 1x1 này. Ở đây sẽ có con ngựa này. Ta sẽ đánh con ngựa. Wow, con báo kìa. Hổ hay báo kìa. Đẹp thế, ở góc này. Chiến đấu. Ở đây có con ngựa, con skipperless. Và một cái con này thì mình khá là quen. Nhưng mà liệu rằng là hai chiêu có giết được con này không? Thử xem, biết ngay. Vào đây. Chúng ta sẽ dùng cái Soul Iris giết được ấy. Hoàn toàn đánh bại được cái bọn này luôn. Victory rồi và mình sẽ đầu quay số nào. Để xem được cái gì không. Nào, sẽ ra cái gì đây? Nice spin. Và nó sẽ ra game. Không ra game, mà ra thức ăn. Ra thêm một cục thức ăn nữa. Mình sẽ còn hai trận đã sẽ đấy được một cái Runner level 1 luôn đấy. Let's go, vào luôn.
chúng ta sẽ chiến đấu với cái con ngựa ở đây. Không phải con ngựa mà là thiên bộ đều bộ đuôi thiên sứ và một con biển à. Mấy con này thì mình khá là quen rồi. Giết nhanh, tiêu diệt gọn. Vào đây, chiến đấu đi. Chúng ta sẽ dùng chiêu hơi thở tử thần. Còn 9.000 máu là cao nhất. Và Soul Iris. Bình thường làm bọn thiên sứ đã khắc chế, bị khắc chế bởi bóng tối rồi mà. Vấn đề là một con không chết kìa. Nó sẽ phản công ngay bây giờ đây. Cây giáo sét như kiểu của thần rớt đấy nhỉ. Ghê gớm này. Xùi, chết mà vẫn kịp xoay. Đẹp. Hoàn hảo. Và mình sẽ bắt đầu quay thêm nào. Ở đây thì mình sẽ ra cái gì đây? Nice spin. Và nó sẽ ra game không? Không ra game. Mà nó sẽ ra một cái cục gold à? Ờ, những cái runner này hơi lạ. Nó có cái hình dáng hơi lạ. Con ngựa này, tiến lên. Chém nó. Chúng ta hãy chém con ngựa đã. Để lấy nốt cái runner level 1 ở chỗ này. Fighting. Có hàng người băng trong này này. Mình muốn xem thằng người băng như thế nào. Mình chưa biết chiêu thức người băng như thế nào. Thôi xong thôi. 20% mà kháng chiêu à? Thôi rồi, bỏ qua con đấy luôn. Để thằng này nó sẽ dùng có thể chiêu điều khiển đây. Điều khiển này đã xong. Để xem chiêu thức của người băng như thế nào. Hình như là đóng băng toàn bộ. Blin à? Gây mù à? Ấy chà, 4.600. Con ngựa thiên sứ. 6.000 bao nhiêu máu đây? Rồi ok, diễn thôi. Gloomy Doom 24.000 à? 3.500. Một hit này. Giết được hai bé, còn một con nữa. Hơn 5.000 máu. Crucible, Crucible. Rồi, đã xong. Sao có hình cái kim tự tháp ở đấy? Không phải là kim tự tháp, là giống cái trò chơi ngàn năm hay có con mắt ở đấy. Ok, chúng ta đây là cái vòng quay sẽ được ra thức ăn. À, gold, 10.000 gold. Rồi thì mình sẽ kết tập bên đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của Monster Legend. Ở đây này sẽ có cả runner cấp 4 này, speed này và runner stamina này. Chào anh em.